Thầy mới nói được lệnh, thiên cơ được lệnh nên ta nói. Thì thầy xuống đây, thầy nói những cái khổ mà nó diễn biến tới đây đó, cho chúng ta biết để chúng ta lập thân. Vậy thì kỳ này là cái kỳ hạ quan hạ, nó diễn biến nhiều cái hiện tượng nào là giặc giả ôn dịch, nước dưng lửa cháy, hùm tha số bắt thú dữ lộng hành, năm chèo nổi gì đó. Vậy thì muốn qua cái khổ này thì chúng ta có cách là phải tu. Vậy thì Đức Thầy xuống đây mục đích đó là để cứu đời và lập quốc. Cứu đời là cái đời nó hạ hết. Vì thế mà ông xuống đây ông chỉ cho mình để rồi lập lại cái đời thượng hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta nếu mà muốn sống thì chúng ta tin vào Đức Thầy là gì, là gì Phật. Mà lãnh năm sắc lệnh xuống đây là chỉ dẫn chúng ta. Thì nếu mà chúng ta làm theo ông Phật thì ông Phật sẽ độ chúng ta đến ngày Đại hội Long Hoa có mặt để diện kiến Đức Thầy và các đứng bề trên. Vậy thì hôm nay không gì hơn là cái bệnh Covid này thấy rất là khổ. Vì bây giờ đang đói khổ, giờ nó lúng túng cho những người. Thì bây giờ chúng ta nếu mà có của ra sức ra để rồi bố thí, vì cái phước nó xóa được cái nghiệp. Cũng như bây giờ, hay là thứ hai á, là cái phước nó tăng được tuổi thọ. Vậy thường khi tôi nói rằng cái ông này cũng lớn tuổi, tôi nói phước thọ. Vậy thì phước là thọ, sống lâu. Nên Đức Thầy nói đời hạ quan chết tuổi sanh, vì thế mà hôm nay chúng ta ráng làm phước, bố thí hoặc là phóng sanh. Dạ. Vậy thì cái điều đó rất là tốt, nó được tăng tuổi thọ. Mà nếu mà có về cực lạc á, thì chúng ta được tăng phẩm vậy. Vì cái người cõi ta bà thời kỳ này đó là thời kỳ tu pháp môn tịnh độ, là đối nghiệp giảng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đi đến nhà của ông Hai, còn có tên gọi là ông Hai Hoài quý vị. Châu Phú đi đến để thăm ông Hai và có nhận được cái số tịnh tài của quý mạnh thần quân để hỗ trợ cho ông Hai trong cái mùa dịch khó khăn này quý vị, để ông Hai có gạo ăn hay là có dầu ăn nước mắm đồ đặng lo cho cuộc sống, có thể có cái sức khỏe để đi làm những công tác đạo sự giúp đỡ bà con. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ con chào ông Hai. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì thưa ông Hai, hôm nay con cũng thay mặt chị Lan ở Vĩnh Long hỗ trợ ông Hai là 500 ngàn để mua gạo và mua dầu ăn thực phẩm trong cái mùa dịch. Thì nay con cũng mua là một bịch gạo 10kg là 101 rồi. Kế tiếp là còn 390, nhưng con gửi hỗ trợ cho ông Hai là 400 luôn. Dạ. Đây, đây, đây ông Hai cho con gửi 400 luôn. Chị Lan ở Vĩnh Long. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa cô Lan, vừa qua gặp Châu Phú. Châu Phú. Dạ. Đến đây để rồi trợ duyên. Thì nói thật ra tôi thì cái người cũng tu từ giải phóng đến giờ, nhưng mà vợ đã chết rồi, con không có, bây giờ ở một mình. Thì bây giờ cũng sức thân để là lo công phu hành đạo, nhất là thường khi đi cầu nguyện. Vì thế mà hôm nay được sự thương tình mà đến đây để giúp gì có nghĩa này đó, thì tôi đã thọ lãnh thì không gì hơn. Tôi cũng nguyện ơn trên Đức Phật, Đức Thầy, các đứng bề trên thường lai hộ trì cho cô Lan được khỏe mạnh, trí óc sáng suốt và hướng về phụng sự về đạo pháp và xã hội, để rồi ngày Thầy trở về được diễn kiến Đức Thầy và đồng có mặt trong ngày Đại hội Vô Long Hoa. Vậy thì ơn nghĩa này tôi cũng xin nguyện để cố gắng để được thực hành theo lời Đức Thầy chỉ dẫn công phu tu hành, để đến ngày đắc đạo, để đền lại cái công ơn mà đã thọ trong môn một của cô Lan. Vậy thì chân thành cảm ơn cô Lan rất nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thì con mời ông Hai vô trong nhà ha, vô tham quan nha quý vị. Mà tỉnh ra đây. Dạ. Đây, đây là tại ngôi thờ cúng của ông Hai quý vị. Dạ thưa ông Hai, thì trong cái công tác mà con đi làm những công tác xã hội ông Hai, làm từ thiện thì cũng có rất là nhiều bà con hướng về làm từ thiện trong cái lúc này là lúc khó khăn nhất ông Hai. Thì qua cái video này nè, ông Hai có thể là chia sẻ giùm cho con
bố thí vô lậu và bố thí hữu lậu hay sao đó ông hai? Dạ, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, cô bác anh chị em như những vị cao minh cao đồ, thì qua cái sự mà nhận xét đó, thì Châu Phú có hỏi thì tôi cũng xin để nói lên với sự hiểu biết. Vì đạo của Đức Thầy nó rất là sâu sắc, vì nó là đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn. Vậy thì với cái biết này đó, bây giờ thì già rồi thì nó cũng hay nhớ hay quên. Và cái sự mà gì mà có sơ suất hay thiếu sót cũng phải yêu thông cảm. Để rồi cũng có đôi lời để nói lên cái sự hiểu biết. Kính thưa chị quý vị, qua lời Đức Thầy chỉ cái đạo của Đức Thầy đó, thì Thầy nói kẻ tu hành đa phước thì nên. Vậy thì cái người tu phải nhiều phước, mà nhiều phước nên chi? Vì nói cái phước đó, nó diệt được cái nghiệp đó, rồi nó tăng được phẩm vị. Vì cái người mà nếu mà quy Đức Thầy đó thì phải thể hiện lòng từ bi. Từ là lành, bi là thương xót. Mà mình có bố thí là giúp người này kia đó thì nó mới có thể hiện được cái lòng từ bi. Vậy thì hôm nay thấy trên bước đường biết được Châu Phú thì thấy là các cô cũng đã thực hiện qua cái vấn đề phước thì rất là quý. Vậy thì cái phước đó, nó có những cái phương pháp ta nói tài thí. Tài thí có nghĩa là có tiền, có gạo, có vật chất. Rồi pháp thí. Pháp thí là rủ nhau làm hiền, niệm Phật, ăn chay cúng lại, làm ngay thẳng, đó là pháp thí. Rồi vô ý thí là sức thân, có nghĩa là sức cái thân này đi bắt cầu bồ lộ, đắp đường, kiếm thuốc nam, làm xã hội này kia đó. Vậy thì hôm nay nhất là cái thời kỳ Covid nó đã thành hà, nó đã hoành hành. Vì thế mà hôm nay đó, đa số cái người rất là khổ. Vậy thì cái khổ này không gì hơn mong cầu những người có tiền bạc, có của để rồi giúp. Thì Thầy nói rằng giúp cho kẻ đói mới nhầm, thì đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm còn hơn là đúc chuông đồng Phật bự. Vậy thì đối với Phật á, thì Phật muốn làm sao mình đã thương nhau và giúp đỡ lẫn nhau, đó là thể hiện cái lòng từ bi và thương xót lẫn nhau thì được điều là quý. Vậy thì hôm nay trên bước đường thấy rằng như Châu Phú rồi đó, thì vận động cô bác chị em thì cái điều rất là tốt. Vì cái lúc này là cái lúc khổ khó, mà cái khổ này để chi? Thì tôi cũng xin nhắc nói rằng khổ này để rồi thức tỉnh. Vì Đức Thầy khi mà lãnh năm xác định xuống trần đó, thì Ngài cho biết rằng hạ nguyên nay đã hết đời. Vì cái việc mà của đời hạ nguyên này sắp hết đó, Thầy biết hết đó. Thầy nói việc thiên lý một bầu điều hẳn, thiên là trời, mà cái lý của trời đó Thầy biết, cho nên như thế mà Thầy mới nói được lệnh, thiên cơ được lệnh nên ta nói. Thì Thầy xuống đây Thầy nói những cái khổ mà nó diễn biến tới đây đó, cho chúng ta biết để chúng ta lập thân. Vậy thì kỳ này là cái kỳ hạ quan hạ, nó diễn biến nhiều cái hiện tượng nào là giặc giả ôn dịch nước dưng lửa cháy hùm tha số bắt thú dữ lộng hành năm chèo nổi gì đó. Vậy thì muốn qua cái khổ này thì chúng ta có cách là phải tu. Vậy thì Đức Thầy xuống đây mục đích đó là để cứu đời và lập quốc. Cứu đời là cái đời nó hạ hết. Vì thế mà ông xuống đây ông chỉ cho mình để rồi lập lại cái đời thượng hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta nếu mà muốn sống thì chúng ta tin qua Đức Thầy là gì, là vì Phật mà lãnh năm xác lệnh xuống đây là chỉ dẫn chúng ta. Thì nếu mà chúng ta làm theo ông Phật thì ông Phật sẽ độ chúng ta đến ngày đại hội Long Hoa có mặt để diện kiến Đức Thầy và các đứng bề trên. Vậy thì hôm nay không gì hơn là cái bệnh Covid này thấy rất là khổ, vì bây giờ đang đói khổ, giờ nó lúng túng cho những người. Thì bây giờ chúng ta nếu mà có của ra sức ra để rồi bố thí, vì cái phước nó xóa được cái nghiệp, cũng như bây giờ hay là thứ hai á, là cái phước nó tăng được tuổi thọ. Vậy thường khi tôi nói rằng cái ông này cũng lớn tuổi, tôi nói phước thọ. Vậy thì phước là thọ, sống lâu. Nên Đức Thầy nói đời hạ quân chết tuổi sanh, vì thế mà hôm nay chúng ta ráng làm phước, bố thí hoặc là phóng sanh. Vậy thì cái điều đó rất là tốt, nó được tăng tuổi thọ. Mà nếu mà có về cực lạc á, thì chúng ta được tăng phẩm vị. Vì cái người cõi ta bà thời kỳ này đó là thời kỳ tu pháp môn tịnh độ, là đối nghiệp giảng sanh, có nghĩa là chúng ta mang nghiệp về trển, nhưng mà về trển là bông sen đó, rồi nó nở ra, mà nở ra rồi chúng ta mới học lên thiên văn duyên giác Bồ Tát mới thành Phật. Vì thế mà ở trển nó có chín phẩm đó. Mà nếu bây giờ chúng ta muốn về trển mà phẩm cao đó, thì chúng ta bây giờ cũng đang cố gắng để rồi làm phước. Vậy thì hôm nay thì thấy là cũng Nhục Loan mà đã thực hiện cái điều rất là tốt, thì không gì hơn tôi cũng kính chúc cho
cháu được để rồi có cái trí sáng suốt và có cái công năng để rồi giúp thế độ đời, để rồi thể hiện cái lòng nhân. Mà nếu chúng ta thực hiện cái lòng nhân rồi đó thì nữa thế nào ta dùng dự được hội Long Hoa, hoặc là khi Đức Thầy trở gót và chúng ta đã có mặt, vậy thì cũng đại để qua cái vấn đề tu phước. Đến đây thì tôi cũng xin để rồi tạm dừng cái chỗ đó, rồi quý vị cũng thông cảm. Bố thí rồi trì chay giữ giới mà nữa không? Là sao không? Vì cái qua cái câu văn nguyên của Đức Thầy đó, bố thí trì chay giữ giới. Bố thí là làm phước, trì chay là ăn chay. Vì thì ăn chay cũng là phước, rồi giữ giới. Giới luật của Đức Thầy đó thì có 8 điều răn cấm. Cũng như bây giờ đó, cái gì cái đà cái giới luật đó là cái đó là một cái thầy của chúng ta. Vì nếu người mà không có giới, cũng như bây giờ do học trường học thì cũng có cái nội quy của trường học, mà đứa nào mà nó giữ được cái nội quy thì đứa này nó học trò tốt. Rồi mình vô cái xí nghiệp cũng vậy, hay là vô làm chính phủ, làm việc cho nhà nước thì cũng có cái sắc lực của nhà nước. Mà nếu chúng ta phạm hối lộ tham nhũng này kia thì chúng ta cũng mất chức hoặc là ở tù. Vậy thì cái đạo là gì? Đạo là giới luật để mà trị dân. Rồi nếu chúng ta có cái giới á, thì chúng ta là cái người tốt. Vậy cũng như thế cái hàng rào chúng ta rào kín rồi thì chúng ta không đi ra ngoài hàng rào thì chúng ta không có xảy ra gì. Cũng như ông Tam Tạng mà ông khi mà ông đi đi khất thực đó thì dặn ông Tam Tạng, ông trời ông dặn Tam Tạng ông vẽ cái vòng á. Nếu mà đi ra ngoài là không được. Vì thế mà khi mà ông đi rồi ở này cãi thầy trò ra ngoài thì bị ma nó bắt. Vậy thì bây giờ cái giới luật của Đức Thầy cũng vậy, để đằng kia làm cho mình tốt. Vậy thì bây giờ mình nếu quy y thì phải giữ giới luật, đó là căn bản nhất của Đức Thầy chỉ dẫn. Vậy thì giới luật bố thí trì chay giữ giới thì Phật đạo trao dồi tâm tánh lại thì giác thiền chuyên trợ lúc can qua. Vậy thì can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, hoàn cầu đến đoán cùng no. Vậy thì bây giờ xuống đây mục đích là Đức Thầy chỉ chúng ta giới luật rồi phải công phu tu hành làm xã hội này kia đó, làm phước. Thì đến cái ngày Thầy trở về đó thì được diễn kiến Đức Thầy, được khi Đức Minh Dương lên ngôi chúng ta có mặt, rồi được Thầy ban thưởng cho xứng vị xứng ngôi. Vậy thì nó cái phước đó, nói chung là cái phước nó xóa được cái nghiệp chúng ta. Vì chúng ta bây giờ nói trong một kiếp này thôi, cái nghiệp của chúng ta cũng không biết bao lớn. Nếu có hình tướng thì chúng ta bây giờ chất lên nó bằng cái núi á. Vì thế mà hôm nay được cái kỳ xả tội đó. Thì bây giờ trên là xả tội, thì dưới này Đức Thầy chỉ chúng ta làm tất cả các việc từ thiện, rồi tánh tất cả những điều độc ác. Vậy thì cái phước nhỏ không bỏ, mà cái tội nhỏ không làm. Mà nếu ai được như vậy thì nữa Đức Thầy ban thưởng cho xứng vị xứng ngôi. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì phước huệ song tu. Thì cái phước á, huệ là gì? Huệ là cái sáng suốt. Mà nếu chúng ta mà giữ giới luật rồi thì tâm ta bình tĩnh. Mà bình tĩnh thì nó phát huệ. Mà phát huệ là chúng ta sáng suốt, nhận xét rằng đúng sai phải quấy chánh tà, thì chúng ta không có lầm tưởng. Mà nếu chúng ta tu không có lầm tưởng thì chúng ta đã tu chánh. Mẹ chánh á, thì làm chân chánh là tiên là Phật. Vậy thì hôm nay cũng có cái dịp mà tôi cũng xin nói lên những cái lời của tôi để hiểu biết, nếu quý vị cũng nhận thức, nếu mà thấy rằng nó căn bản thì để chúng ta làm một cái bài học để rồi tiến tu, còn bằng không thì quý vị cũng chỉnh lại dùm tôi. Thành thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con cũng chân thành cảm ơn ông hai rất nhiều, chúc cho ông hai có nhiều sức khỏe, an lạc, an vui trong cuộc sống nha ông hai. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, thì kính thưa quý vị, video của Châu Phú đã dài, Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha.